sự nhiễm điện do cọ sát vào những ngày thời tiết khô ráo nhất là những ngày hanh khô khi cởi áo ngoài bằng len dạ hay sợi tổng hợp ta thường nghe thấy những tiếng lách tách nhỏ nếu khi đó ở trong buồng tối ta còn thấy các chớp sáng li ti cũng giống như thế nhưng kỳ vĩ hơn nhiều là hiện tượng chớp và sấm sét trong thiên nhiên một trong các nguyên nhân của hiện tượng này là sự nhiễm điện do cọ sát một la mã vật nhiễm điện thí nghiệm một đưa ra một đầu thước nhựa lại gần các vụn giấy viết các vụn ni lông hay một quả cầu bằng nhựa xốp nhỏ được treo bằng sợi chỉ mảnh xem hình bên 17.1a và 17.1b hãy quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra không sau đó dùng miếng vải khô cỏ sát vào thước nhựa rồi lần lượt làm như trên có hiện tượng gì xảy ra đối với các mẫu giấy và quả cầu. Thí nghiệm 2 Làm thí nghiệm tương tự, thay thước nhựa bằng một thanh thủy tinh được cọ sát bằng mảnh lụa, sau đó thay bằng một mảnh ni lông hay mảnh phim nhựa được cọ sát bằng mảnh len. Thí nghiệm 3 Ghi kết quả quan sát được, hút hay đẩy vào bảng dưới đây. Xem bảng trong sách giáo khoa. Kết luận 1 Hãy chọn cụm từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống. Có khả năng đẩy, có khả năng hút Không đẩy và không hút Vừa đẩy vừa hút Nhiều vật sau khi bị cọ sát Chấm chấm Các vật khác Thí nghiệm 2 Thoạt đầu Chuẩn bị một mảnh phim nhựa chưa bị cọ sát Sau cho khi chạm bút thử điện vào mảnh tôn phẳng Được bố trí như hình bên 17.2 Thì đèn của bút không sáng Sau đó dùng mảnh len Cọ sát mảnh phim nhựa này nhiều lần và quan sát kỹ đèn của bút thử điện khi chạm bút vào mảnh tôn. Tiến hành thí nghiệm như trên, nhưng thay mảnh phim nhựa bằng thước nhựa dẹp. Kết luận 2 Nhiều vật sau khi bị cọ sát có khả năng chấm chấm. Bóng đèn bút thử điện Các vật sau khi bị cọ sát có tính chất đã nêu trong các kết luận trên, được gọi là các vật nhiễm điện hay các vật mang điện tích. Hai là mã vận dụng Câu hỏi 1 giải thích tại sao vào những ngày thời tiết khô ráo, đặc biệt là những ngày hanh khô, khi chảy đầu bằng lượt nhựa, nhiều sợi tóc bị lượt nhựa hút kéo thẳng ra. Câu hỏi 2. Khi thổi vào mặt bàn, bụi bay đi. Tại sao cánh quạt điện thổi gió mạnh? Sau một thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt ở mép cánh quạt, phần chém vào không khí. Câu hỏi 3. Vào những ngày thời tiết khô ráo, lau chùi gương soi kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô, thì vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao? Kết luận chung của bài, có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ sát. Vật bị nhiễm điện, tức vật mang điện tích, có khả năng hút các vật khác. Có thể em chưa biết. Sự cọ sát mạnh giữa những giọt nước trong luồng không khí bốc lên cao là một trong những nguyên nhân để tạo thành các đám mây giông bị nhiễm điện. Khi đó giữa các đám mây này hoặc giữa chúng với mặt đất xuất hiện tia lửa điện, phát ánh chớp chói lòa. Do nhiệt độ cao của tia lửa điện, không khí giãn nở đột ngột, phát ra tiếng nổ gọi là sấm. Khi có tia lửa điện giữa hai đám mây, hoặc tiếng sét khi có tia lửa điện giữa đám mây và mặt đất